Sự tích cực của cuộc sống ở tuổi 32 đến 33 sẽ quyết định phần lớn quỹ đạo của một đời người và ảnh hưởng lên toàn bộ cuộc đời của người đó. Quỹ đạo của toàn bộ cuộc đời bạn phần lớn sẽ được quyết định ở thời điểm đó. Nếu cuộc sống của bạn không thực sự cất cánh từ vị trí đó, thì bạn có thể làm tốt. Nhưng bạn sẽ không bao giờ bay cao được. Bạn biết đấy, sẽ là việc khó khăn. Không phải là bạn sẽ không bao giờ bay cao được nữa, nói vậy không đúng, nhưng sẽ rất khó khăn. Bạn cần nhiều nhiên liệu hơn để cất cánh. Bạn cần rất nhiều nhiên liệu hơn để bay được. Nhưng nếu bạn đưa cấu trúc sinh lý, cấu trúc năng lượng và cấu trúc hình thể bên trong của mình, nếu bạn đưa chúng đến một mức độ chín chắn nhất định khi bạn đến tuổi 33, cuộc sống của bạn sẽ cất cánh dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu không thì bạn sẽ phải cố gắng hơn rất nhiều. Đó chính là lý do vì sao chúng tôi xây dựng chương trình tu tập Sadhana cho độ tuổi dưới 33 tuổi, để họ chuẩn bị, họ sắp xếp cấu trúc hình thể bên trong cơ thể mình. Họ thiết lập năng lượng của bản thân, họ giữ vững bản thân ở một mức độ mà khi cuộc sống muốn bùng nổ, bạn có đủ nhiên liệu cần thiết để làm việc đó.